chút xíu lúc đầu, tặng cho Huynh Đệ cái bài sám hối này, Huynh Đệ lắng nghe cho kỹ cái lời, rồi tụng rất là chậm theo cái kiểu lô tô đó. Ừ. Kính lạy Cha Như Lai hằng sống, con quy đầu sám tội cuồng ngông. Bao đời lần lần lóng đóng, nay con chỉ nguyện một lòng độ sinh. Cầu cha mẹ thương tình cứu khổ, độ con thơ giác ngộ rời mê. Cho dù đời có khen chê, khiêm cung tôn kính không hề kiêu căng. Con luôn nhớ cha răn khuyên bảo, hết một lòng hiếu thảo từ bi. Chớ nên kiêu mạn khinh khi, gây thêm nghiệp chướng kéo trì hạnh tu. Tám nghiệp báo tám ngu sân hận, khiến cho đời lận đận gian nan. Đường trần bể khổ mênh mang, thâm danh đoạt lợi lầm than bao đời. Con luôn nhớ cha thời dạy dỗ, dạy cho con cứu độ nhân sinh. Trao dồi đời sống tâm linh, rời xa mê tín vô minh giáo truyền. Con luôn nhớ lời khuyên của cha mẹ, sống với đời chia sẻ yêu thương. Cầu xin chư Phật mười phương, độ người trần thế biết thương con người. Muốn khẩu ý thân thời an lạc, sống đơn thuần mộc mạc vô tư. Đâu cần ngẫu nhiên kinh thư, chỉ cần quyết chí làm sư giúp đời. Giúp ba tránh trao dồi đức hạnh, giúp người nhìn Phật tánh trong tâm. Phật đâu ở chốn xa xăm, Phật luôn ngự trị trong tâm của mình. Muôn vạn vật chúng sinh lớn nhỏ, cây lá cành ngọn cỏ bông hoa. Cho dù xinh đẹp xấu xa, cũng đồng một tánh của cha khôn cùng. Trong vạn vật có chung là sự sống, tánh thiên liền là hạt giống của Như Lai. Con người tánh Phật không hay, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Chuyện cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đúng không? Phải không? Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Bởi vì mình không tạo tác lỗi lầm như xưa, tức là mình chuyển nghiệp, tu chuyển nghiệp mà. Nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa, chuyên cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Người xưa niết bàn ở đâu? Là ai? Hả? Là ai? Là Phật. A Di Đà Phật. Dễ thương quá. Không phải trung đạo dễ thương đâu, cái bài đó đó. Đã biết thế còn chờ, trung đạo nhắc nhở mình. Không. À, muôn vạn vật có chung là sự sống, tánh thiên liêng là hạt giống của Như Lai. Con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm. Cầu xin sám hối thành tâm, nguyện không tạo tác lỗi lầm như xưa. Bởi mình cầu xin sám hối và nguyện không tạo tác lỗi lầm, còn có nghĩa là mình chuyển được nghiệp lực mình tạo tác trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, trong quá khứ, trong hiện tại. Nhờ biết thành tâm sám hối cho nên mình chuyển được nghiệp lực. Thấy chưa? Có muốn vậy không? Muốn thì làm đó, A Di Đà Phật.
Bài sám hối này dành cho trung đạo, cho đệ tử của trung đạo. Nhưng mà nếu như vấn đề nghe đó, 11, 28, có đĩa hả? À, có đĩa này. Ừ, 28 tây thì về đây là để dự khánh thành đó. Cũng mong là thầy sẽ đem một số cái bài đó về cho huynh đệ, huynh đệ dựa đó sám hối cho mình. Nhưng không đơn giản thôi, nhưng mà nhắc nhở mình là ai, nhắc mình phải làm cái gì, mình sống làm sao, cầu xin chư Phật mười phương độ người trần thế biết thương con người, thấy không? Cầu xin chư Phật gia hộ cho huynh đệ ba tánh chúng sanh sống được an lành, hạnh phúc ấm no, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho huynh đệ thương yêu nhau cùng tu tập để tiến hóa. Nếu trong này là cùng một lòng tu học thì thực sự cái tỉnh Cần Thơ này rất là an lành hạnh phúc, dân tộc sẽ được ấm no. Nếu chỉ có một cái đạo tràng mà làm như vậy thôi là cả cái tỉnh Cần Thơ được như vậy, huống chi là nhiều đạo tràng cùng làm, rồi cả nước cùng làm đi, đất nước mình thật là an lành hạnh phúc ấm no, quốc thái dân an luôn đó, như vậy luôn đó. Thử làm coi, cái đạo hạnh của chúng ta kinh khủng lắm, cái quyền năng của Như Lai rất là kinh khủng. Nếu chúng ta tiếp nhận được quyền năng và chúng ta ban rải ra thì đất nước mình thiệt sự là an lành hạnh phúc ấm no. Chúng ta cùng lòng làm thử coi, thấy không? Chúng ta không chịu làm thôi, mỗi người làm theo ý của mình. Cho nên Nam Mô Đại Thế Chí á, mỗi người mỗi ý là vậy á. Trong đạo nói rồi, thấy không? Vô đây tu mà chung một lòng với nhau cùng tu để cùng phát triển đạo tâm. Vô đây tu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Thấy không? Nam Mô Di Đà Phật, mỗi đứa mỗi tật. Ác vậy luôn. Thành ra mỗi đứa mỗi tật, mỗi đứa mỗi khác, mỗi đứa mỗi ý, làm sao mà cùng lòng để học Phật Pháp được? Mà không cùng lòng học Phật Pháp, dứt khoát không phát triển đạo tâm được. Vô đây là chống đối với nhau không? Nghĩa là không đồng lòng đồng ý. Nhiều tật quá chắc chắn nghiệp lực sẽ nặng. Nhiều tật quá nghiệp lực dày thì trí tuệ không sáng suốt để học đạo được. Vì chúng ta nguyện Nam Mô Di Đà Phật, chúng con sẽ không còn tật xấu. Nguyện sẽ từ bỏ tất cả các tật. Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, chúng ta nguyện sẽ không có khác gì nhau để cùng tu học. Nam Mô Đại Thế Chí, chúng ta nguyện sẽ cùng một ý tu luyện, lúc đó chúng ta mới tiến hóa được, đúng không? Vô đây cố gắng làm sao Nam Mô Di Đà Phật để đừng còn có tật. Hả, có tật là không bao giờ gặp Phật. Muốn gặp Phật phải bỏ tật. Nam Mô Di Đà Phật. Đúng không bác? Dứt khoát là như vậy, thì nó vô đây phải tánh mình là tánh Phật. Con người tánh Phật không sai mà. Con người tánh Phật không hai mà, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Cái căn cốt thiêng liêng nhất của mình trong này là Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy rồi, phải ngồi xuống tu luyện để ông Phật này sống dậy, cùng sống chung với mình, làm việc cho ba tánh chúng sanh. Thực sự là thân tâm hòa nhập, người xưa Niết Bàn là vậy đó. Thấy chưa? Tâm Phật mà, cái thân là người nhưng mà thân tâm hòa nhập rồi. Trở về với người xưa Niết Bàn là ông cha của mình đó. Ghê chưa? Câu đơn giản mà rất là sâu sắc. Những lời chia sẻ của trung đạo huynh đệ có hiểu rõ không? Có dễ hiểu không? Huynh đệ có thể làm được không? Làm giùm đi please, làm ơn nha. Tu phải năn nỉ nữa đó, ác vậy luôn. Năn nỉ mới chịu tu. Ví dụ cho nó ăn rồi dụ đủ điều đủ chuyện, nó giận nó bỏ tu. Anh tới chùa nó làm đủ cái chuyện cho chùa, làm tốt cho chùa thì cái nó Bồ Tát nó vui lắm. Bắt đầu nó nổi điên, nổi chứng lên, cái mình nổi điên mình tát nó phát, nó bỏ chùa cái mình đói. Cũng là tát. Chứ là Bồ Tát, còn này là bị tát. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng đừng có bỏ cái hạnh đó. Cho dù ở hoàn cảnh nào cũng ráng giữ gìn cái thiện tâm của mình. Khi chúng ta có thiện tâm dù ít hay nhiều thì chung quanh chúng ta cũng có thiện thần hộ trì giúp đỡ ta tiến hóa. Cho nên chúng ta phải tranh thủ lợi dụng cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất đến đây để cùng tu luyện với nhau, thì đừng còn giữ cái tật xấu, phải cùng một ý, đừng có khác nhau. Chúng ta còn tật còn ý khác nhau, dứt khoát chúng ta không thể nào cùng tu, gọi là đồng tu được. Nhớ không? Đã cùng một đạo tràng rồi phải cùng một lòng, phải không? Cùng một ý tu học. Nhớ không? Còn cái đạo tràng mình không cùng ý mà nhiều tật, mà khác nhau nhiều quá, nói qua nói lại, nói qua nói lại, đạo tràng đạn sẽ trào chết hết cả đám. Biết đạn trào không? Đứa nó bắn ra mình mẩy có ghẻ hết. Chết sạch, cùng đọa. Nên vào đạo tràng này đừng có để đạn trào nha.
A Di Đà Phật tạo tác nghiệp ác, nhớ không? Hiểu gì không? Miệng mình mắng thấy ghê lắm đó. Ác khẩu, ác khẩu, ác khẩu thì ác nghiệp sẽ trở lại với mình đó. Đừng có tưởng sỉ sói người ta là yên thân đâu, không có đâu. Cho nên các vị minh sư đất nước chúng ta để chúng ta rất nhiều câu mà chúng ta cứ nghĩ là thành ngữ, tục ngữ, ca dao là trật lất. Các ngài dạy mình vậy nè, cười người chứ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười, đó là quả báo đó. Mà mình biết quả báo không? Không. Các ngài dạy mình đó, dạy mình đừng có cười người ta. Phật tổ nói giống y vậy nhưng mà nói một cái lời khác. Này huynh đệ, một khi huynh đệ phê bình chỉ trích nhận xét anh em mình là mình đang phê bình chỉ trích nhận xét chính bản thân mình đó. Thì cái câu mà nói là cười hôm trước hôm sau người cười là cái câu đó đó. Thấy chưa? Còn cái câu kêu gọi lòng đại từ đại bi của mình mà các ngài để lại, mình cứ nghĩ là thành ngữ tục ngữ, thực sự không phải. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Thấy chưa? Yêu thương nhau đó. Cho dù khác dạng với nhau nhưng mà thương nhau đi, biểu lộ cái lòng đại từ đại bi. Nhờ tánh đại từ đại bi này mình mới gần gũi được chư Phật. Và tánh tự cao tự đại sẽ làm cho mình xa rời chư Phật. Thấy rõ ghê chưa? Cái ngày dạy mình từng chút nhau, chúng ta dở, không có thâm nhập được Phật Pháp, có nghĩa là thành ngữ tục ngữ, nhưng mà không sử dụng. Không sử dụng bao giờ. Nên chúng ta không gần gũi Phật Pháp được, không hiểu rõ được cái tâm trạng của huynh đệ các ngài đã dành lại cho dân tộc chúng ta. Những lời đó của các vị minh sư để lại không đó, chứ không phải thành ngữ tục ngữ đâu. Mình dở lắm á. Tại vì mình coi những cái câu đó là không có cái chân lý sâu sắc nhất các ngài dành lại cho người Việt Nam mình. Bầu ơi, nghe các ngài dạy cho mình đại từ đại bi nhưng mà mình không biết sử dụng. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tức là các giống chung một vàng. Đó là dạy cho mình biểu lộ tánh từ bi cho những người chung quanh mình. Biểu lộ dành, đừng có cười người ta, mình sẽ bị cười lại theo lực quả báo bất di bất dịch của vũ trụ. Cho nên muốn tu chuyển nghiệp rõ ràng và kết quả như ý, chúng ta phải biết sống biểu lộ, huân tập những đức tánh tốt. Những đức tánh tốt nhất là khiêm nhường, là kính trọng, là yêu thương, là rộng lượng, là từ bi bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Tập đi tập lại những đức tánh này từ 1 tới 5 năm, thì 5 năm sau những đức tánh sẽ ăn nhập với mình là những đức tánh đó, thì mình là ai? Chư Phật đã biết. Rõ không? Thì mình mới chuyển nghiệp được. Còn nếu mà mình tu tụng ra kia cũng rứa u như kỹ thì thật sự nghiệp vẫn còn, hoàn cảnh vẫn thế, không thay đổi. Cho nên chúng ta không có giá trị tu học. Tu học không có giá trị thì dứt khoát không chuyển được nghiệp lực của chính bản thân mình tạo tác. Rõ không? Rõ không? A Di Đà Phật. Chúng ta nói chuyện đàm đạo với nhau trong việc tu học với nhau để chuyển nghiệp. Huynh đệ hỏi bất cứ điều gì trong ngày giảng hôm nay, đừng có đem cái chuyện của ma quỷ hay là củ quyền thất tổ hay là đời cô lụ vậy đó. Không, bây giờ tất cả những cái cần thiết trong cuộc tu học ngày hôm nay cứ hỏi, chúng ta sẽ trả lời với huynh đệ. Chúng ta tu chuyên đề và chia sẻ những chứng nghiệm tâm linh, nhưng huynh đệ phải thoải mái để hỏi trung đạo, nhớ không? Đừng có ngại. A Di Đà Phật.